Kính thưa hội nghị, thì cũng như mỗi năm á, thì tôi sẽ cố gắng tôi cập nhật những cái quan điểm mới và cái kiến thức mới về cái lĩnh vực huyết học trong hồi sức. Năm nay thì đặc biệt là mình có Covid rất là nhiều, thì trong huyết động thì nó cũng giống như trong hô hấp đó. Cái câu hỏi mà người ta cứ hay thắc mắc đó là cái ARDS do Covid nó có khác gì cái ARDS mà kinh điển không, thì cái sốc ở trong Covid nó khác gì sốc mà nhiễm trùng kinh điển không. Thì nếu mà mình phân nhóm bệnh nhân dựa theo cái PS và cái sốc sốc cả các output đó, thì người ta thấy là có bốn nhóm bệnh sốc bệnh nhân bị sốc với Covid, nó có bốn nhóm. Đa số vẫn là cái sốc mà tăng động điển hình, tức là chiếm gần 50%, nhưng mà nó có 1/3 bệnh nhân bị cái tình trạng giảm thể tích tuần hoàn. Người ta nghĩ rằng do cái bây giờ mình hạn chế dịch quá mức, cái bệnh nhân mà Covid hầu hết bây giờ mình chọn cái chiến lược là để cho bệnh nhân bị khô hơn là bị ướt, là nó mình hạn chế dịch quá mức. Thứ hai là có thể cái không khí áp lực dương nó làm cho giảm cung lượng tim, và có khoảng 10% thì có bệnh nhân là có cái kiểu hình kiểu sốc tim điển hình, tức là vừa giảm thể tích tuần hoàn mà vừa giảm chức năng co bóp cho tim luôn. Cái này nó cũng có thể giải thích được người đa số bệnh nhân Covid những cái đợt đầu ở châu Âu và Mỹ nó xảy ra trên cái bệnh nhân lớn tuổi. Để thứ hai là cái những cái thay đổi về huyết động nó có ảnh hưởng gì đến cái trao đổi khí của mình không? Thì những cái bệnh nhân Covid này người ta vừa đo cung lượng tim mà người ta vừa đánh giá cái sự thay đổi của những cái chỉ số về huyết động so với lại cái những cái chỉ số mà trao đổi khí. Thì ta thấy rằng khi mà chỉ số tim nó tăng lên thì sân phát sinh nó tăng lên, tức là chỉ số tim thì tăng một lít một phút thì sân nó tăng lên 5%, đồng thời là FiO2 nó giảm đi 17%, khoảng gần 18%. Thì cái này nó góp phần giải thích là những cái bệnh nhân nhiều khi đang thở máy rất là êm, mình bắt đầu mình cho bệnh nhân mình bước ấp, mình cho bệnh nhân tỉnh lại để mình tập cai máy cho bệnh nhân, thì ngay thời điểm mà bệnh nhân bắt đầu mình ngưng cái thuốc an thần, bệnh nhân sẽ trở nên kích động tăng cung lượng tim, và cùng lúc đó là những cái chỉ số về trao đổi khí HP trên F nó giảm xuống. Một những cái bệnh nhân này là được làm ở cái bệnh viện của tác giả, thì trong số 11 bệnh nhân này có 4 bệnh nhân người ta điều trị bằng esmolol, và sau đó thì người ta giảm nhờ cái tình trạng giảm cung lượng tim thì những cái chỉ số về trao đổi khí nó cải thiện. Hồi nào giờ thì mình hay quan tâm tới cái tụt huyết áp, nhưng bệnh nhân vô ICU thì đa số là tụt huyết áp, nhưng mà cũng có một số bệnh nhân là tăng huyết áp. Mình thấy một số bệnh nhân huyết áp nó cao, thì cái tình trạng mà tăng huyết áp ở trong bệnh nhân ICU mặc dù nó rất là ít gặp, nhưng mà nó có liên quan gì với tiên lượng không? Thì câu trả lời là có. Chúng ta thấy cái đường biểu diễn màu màu đỏ đó là những cái bệnh nhân mà tụt huyết áp, thì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà tụt huyết áp càng nhiều thì cái khả năng mà tử vong nó càng tăng. Trong khi đó thì nếu mà ta phân cái nhóm bệnh nhân tăng huyết áp nó thành hai 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 nhóm, một nhóm là huyết áp từ 120 tới 140 và cái nhóm từ trên 140, thì chỉ có cái nhóm huyết áp từ trong 120 tới 140 thì cái thời gian mà bệnh nhân mà nằm trong cái khoảng huyết áp từ 120 tới 140 càng nhiều thì cái khả năng mà tử vong nó sẽ càng thấp. Hay nói cách khác là nếu mà bệnh nhân có huyết áp trên 140 mà mình bằng cách nào đó mình giảm huyết áp xuống dưới 120, nó rớt rồi 120 trên 140 càng nhiều thì cái kết cục của bệnh nhân là tốt nhất. Có vẻ là cái mức huyết áp 120 đến 140 là cái mức huyết áp đẹp nhất giờ cho bệnh nhân ở ICU. Mình cũng hay bên cạnh cái chỉ số huyết áp đó, thì mình cũng có làm một số cái đề tài về shock index, là mình lấy tần số tim mình chia cho huyết áp thì nó càng càng cao là nó càng càng xấu như như rồi. Thì nhưng mà có nhiều nghiên cứu thì nó cho kết quả khác nhau, có cái thì có liên quan tới outcome, có cái thì không có liên quan tới outcome. Thì một trong những cái vấn đề chính đó là tại vì mình lấy một cái chỉ số sốc tại một cái thời điểm bất kỳ, lúc bệnh nhân vào bệnh viện, lúc bệnh nhân vào ICU, lúc nó thấp nhất hay lúc nó cao nhất, thì có thể nó không có cái tương quan tốt lắm với outcome. Thì cái nghiên cứu của Mahesh Wari làm ở Cleveland Clinic thì người ta đánh giá cái shock index này trong suốt thời gian nhập viện luôn, thì người ta thấy rõ ràng là cái cumulative time thời gian tích lũy của cái shock index mà nó càng trên 0.9 nó càng nhiều thì nó tương quan với ba cái biến kết cục. Thứ nhất là tử vong, thứ hai là tổn thương cơ tim, và thứ ba là tổn thương thận cấp luôn. Còn giống như hồi nãy mình nói rồi, cái như hồi nãy bác sĩ chịu có nói một cái trở ngại chính của cái việc đánh giá đáp ứng vùng dịch đó là trên những cái bệnh nhân tự thở, hoặc là trên cái bệnh nhân mà thở máy với VT thấp. Thì những tác giả Sanchez có làm một cái meta analysis xem tất cả những cái chỉ số mà đánh giá đáp ứng vùng dịch khi mà bệnh nhân thở máy với VT thấp
thì cái nào có thể sử dụng được thì người ta chia cái chỉ số đáp ứng miễn dịch ra thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái mà liên quan tới lại tương tác tim phổi mà ảnh hưởng tới lại shock volume. Thứ hai là liên quan tới những cái mà không phải là tương tác tim phổi mà ảnh hưởng tới những chỉ số không phải là shock volume. Điển hình là cái DIVC. Và thứ ba là những cái phương pháp mà mình làm biến đổi cái tiền tải. Chẳng hạn như là những pháp nâng chân cao hoặc chạng cuối thì thở vào. Thì ta thấy là những cái ở cái bệnh nhân mà có thể tích lưu thông thấp á, thì cái tidal volume challenge là cái có chính xác nhất. Kế tiếp là cái chạng cuối thì thở, chạng cuối thì thở ra. Còn cái mà chấp nhận được là SPV, tức là biến thiên thể tích nhắc bó. Và một những cái yếu tố mà bên cạnh cái chuyện mà thể tích khí lưu thông thấp đó, thì cái compliance của phổi là cái ảnh hưởng tới cái độ chính xác của những cái chỉ số này. Compliance càng thấp thì cái độ chính xác của những cái chỉ số này nó sẽ càng kém, vì cái dẫn truyền áp suất từ trong cái nang vô tới mạch máu nó sẽ giảm đi. À, một cái câu hỏi lớn nữa đó là khi mình làm ECMO đó thì nó có ảnh hưởng tới cái pha loãng nhiệt mà xuyên phổi hay không? Tại vì mình có một phần máu nó bị bypass khỏi cái tuần hoàn chính và sau đó nó quay lại tuần hoàn chính, thì như vậy nó gây ra cái hiện tượng là recirculation, tái tuần hoàn. Thì những cái tác giả ở Đức người ta đối chiếu giữa cái trên những bệnh nhân mà AIDS nặng có làm ECMO, VV ECMO, thì người ta khi mà so sánh cái đo cảm giác output bằng cái pha loãng nhiệt xuyên phổi với lại các cái output đo bằng cái siêu âm của thực quản đó, thì người ta thấy rằng bias nó rất là thấp. Bias có cái là sai biệt đó, nó có 0.28 ml thôi, nhưng mà cái độ tin cậy thì nó là không tốt lắm, tức là cái độ dao động của cái chỉ số mà cảm giác output này nó lên tới cộng trừ 40 ml, hay là cái percentage error nó là 45%, tức là khá nhiều. Tuy nhiên á, khi mà so giữa cái bệnh nhân mà có dùng ECMO không dùng ECMO thì cái percentage error này nó không có nhiều hơn. Tức là nói cách khác là bản thân cái sự sai lệch giữa cái đo cung đường tim bằng cái pha loãng nhiệt hay là siêu âm qua thực quản đó thì nó không bị ảnh hưởng tới ECMO. Cái thứ mà bị ảnh hưởng tới ECMO đó là cái thể tích nước ngoại mạch tại phổi, tức là nó sẽ tăng dần, cái sai bởi cái độ chính xác nó giảm dần, thì mình cẩn thận khi mình dùng cái đó. Cái nghiên cứu khác về tốc độ rồi nó trong bù dịch thì mình có hai kiểu bù dịch. Hồi nãy là hiện nói là bù dịch, mình bù dịch nhanh hay bù dịch chậm. Nhanh tức là 1 lít 1 giờ, hay là chậm tức là có 1 xị 1 giờ thôi. Thì ở bệnh nhân sốc thì người ta thấy rằng cái nghiên cứu này được làm ở Brazil, tức là một cái RCT, mình thấy rằng bù dịch chậm cái bù dịch nhanh không có khác nhau về tỷ lệ tử vong, tức là nó đều là khoảng 26-27% hết. Thậm chí là cái bù dịch chậm nó có thể làm giảm cái tổn cái sốc thứ phát nữa. Còn hiệu quả của albumin ở trong bù dịch lớn, hồi nào giờ là mình đánh giá cái mình hay xài albumin cho cái bù dịch mà lượng nhiều, chứ còn cái bù dịch lượng ít thì mình ít xài albumin. Thì ở cái nghiên cứu này được làm ở Pittsburgh, thì khi mà đánh giá những cái bệnh nhân mà bù dịch trên 60 ml một tí, thì người ta thấy rằng cái việc mà có sử dụng kèm albumin nó cho một cái kết quả rất là đáng suy nghĩ, tức là nó làm tăng tỷ lệ tổn thương thận cấp nhưng mà cải thiện tỷ lệ tử vong. Nhưng mà trong đây cái kết quả tác giả này nó chỉ là nguy cơ là suy thận cấp thoáng qua thôi, chứ không phải là persistent AKI. Thành ra người ta nghĩ là cái albumin nó có thể là cải thiện được huyết động, mặc dù mình phải trả một cái giá là nó có thể tăng cái đáp ứng viêm thoáng qua, nhưng mà cuối cùng là nó cải thiện được cái outcome trên cái bệnh nhân mà bù dịch được lớn. Nếu nói về thuốc vận mạch thì nào giờ mình hay đánh giá cái hiệu quả của thuốc vận mạch trên cái hiệu quả mà nâng huyết áp thôi, nhưng thực ra thuốc vận mạch nó tác động trên ba cái domain của hệ tim mạch, là thứ nhất là tiền cảm, thứ hai là hiệu suất tim, và cuối cùng mới là huyết áp. Thì một cái meta analysis của những cái tác giả Úc thấy rằng nhìn chung là thuốc vận mạch đó thì chắc chắn là nó nâng được huyết áp rồi, sau đó nó có tăng được thể tích nội mạch nữa, thể hiện qua cái tăng cái chỉ số mà áp suất đổ đầy hệ thống. Tuy nhiên cái dở nhất của nó là làm giảm hiệu suất tim. Vì vậy đa số cái bệnh nhân mà xài thuốc vận mạch mình có thể tăng được huyết áp, nhưng mà mình phải trả một cái giá khá là đắt là mình giảm hiệu suất tim. Vì vậy người ta đề nghị mình là bên cạnh cái việc mà đo huyết áp trung bình đó, thì mình nên theo dõi cung đường tim khi mà mình sử dụng thuốc vận mạch. À, cái việc sử dụng thuốc vận mạch sớm thì nó có làm có cái hiệu quả gì không? Thì cái nghiên cứu của những cái tác giả Pháp á, những tác giả rất là nổi tiếng, Turbul với Monet, thấy rằng cái việc sử dụng thuốc vận mạch sớm á, nó khuếch đại hiệu quả của bù dịch.
Tức là thay vì mình chỉ bù dịch đơn thuần thì mình dùng kèm thuốc vận mạch, tức là nó sẽ khuếch đại cái hiệu quả bù dịch. Cho nên nó làm cho người ta nghĩ là có thể ngay từ giai đoạn đầu, nếu mình sử dụng thuốc vận mạch chung với lại bù dịch thì có thể giảm được cái lượng dịch truyền cần thiết để mà chống sốc. Mình tăng thuốc co bóp thì inotropy chủ yếu là mình xài dovitamin. Thì cái việc xài dovitamin kéo dài từ ngày này qua ngày khác trên bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng nó có cái tác dụng gì hại không? Thì mình biết là cái khó khăn nhất đó trong cái việc đánh giá cái hiệu quả của những cái thuốc inotropy này là những cái chỉ số mà liên quan tới siêu âm tim nó không có phản ánh inotropy, thì nó phụ thuộc cái hậu tải, mà đa số bệnh nhân sốc nhiễm trùng là giảm hậu tải. Thì muốn đánh giá cái inotropy này mà chính xác thì người ta phải đo cái biến thiên của áp suất theo thời gian. Thì cái nghiên cứu này được làm ở thực nghiệm ở trên chuột, những tác giả Trung Quốc cho thấy là chỉ cần xài dovitamin 2 giờ thôi là nó làm giảm cái hiệu suất của tim đi đáng kể so với lại những cái thuốc, so với lại cái thuốc mà tăng co bóp khác. Một cái thuốc vận mạch khác cũng bị đem ra soi ở cái khía cạnh là không phải huyết động, tức là non hemodynamic, tức là mình biết là mình xài norepinephrine thì nó có thể gây ra suy giảm miễn dịch kéo dài, thể hiện qua cái chuyện là nó giảm TNF alpha và nó là cái interleukin cái của cái đáp ứng viêm, mà nó tăng cái interleukin 10 là cái interleukin mà chống viêm. Rồi một cái thuốc nữa là hồi nào bây giờ mình thấy là đa số bệnh nhân có sốc nhiễm trùng thì có cái tần số tim nó nhanh, nó làm cho mình rất là ngứa ngáy tay chân trong cái việc là có nên dùng beta blocker cho bệnh nhân không. Mình thấy là một số cái nghiên cứu của Morelli thì có khi có kết quả positive, có khi kết quả là negative. Cái vấn đề là làm sao mình phân biệt được cái bệnh nhân nào bị sốc nhiễm trùng mà nhịp tim nhanh là do đáp ứng, tức là mình đã bị cung lượng tim nó giảm, sốc volume nó giảm thành ra mới phải tăng nhịp tim lên, và một cái bệnh nhân nào là cái nhịp tim nhanh là do cái đáp ứng không thích hợp, tức là do cái phản ứng viêm quá mức. Mình biết mà nếu một cái bệnh nhân nào mà do đáp ứng bù trừ đó thì sốc volume nó giảm, nếu mình cho beta blocker là cái đó là kết cục nó không có tốt. Cái beta blocker nó chỉ có tốt ở những cái bệnh nhân mà đáp ứng viêm bị cái hệ giao cảm nó bị overstimulation, bị kích thích quá mức thôi. Thì người ta có thể dựa vào một cái chỉ số rất là đơn giản, tức là cái hiệu số giữa huyết áp tâm thu và cái huyết áp của rãnh rãnh dọi để mà đánh giá cái hiệu quả của nó, của beta blocker ở trong đây là S-molon. Thì người ta thấy rằng nếu mà mình dùng cái S-molon mà sau đó nó cái hiệu số của cái huyết áp tâm thu chia cho cái trừ cho cái hiệu số của cái huyết áp của rãnh dọi đó mà nó tăng lên, thì chứng tỏ là cái thuốc cái beta blocker đó nó đang có lợi, tức là nó làm cho cái coupling giữa cái tâm thất trái tức là cái động mạch chủ nó tốt lên, và có thể dựa vào cái chỉ số đó để mà sử dụng cái beta blocker. Thì cái chỉ số này nó có thể đo được trên cái monitor Moscow. Cuối cùng là mình nói về cái hiệu quả huyết động, thì huyết động mà ổn định gọi là huyết động hướng đích đó. Hồi nào tới giờ thì mình có rất là nhiều cái kiểu mà ổn định huyết động hướng đích, hoặc là mình tối ưu hóa tiền tải, mình tối ưu hóa cái cung cấp oxy cho mô, tối ưu hóa cái công suất cái kinh sốc volume. Thì vậy cái nào là tốt nhất, mà nó tốt nhất là tốt cho cái gì, thì dựa theo một cái meta network analysis thì người ta thấy rằng những cái phác đồ nào mà mình nhằm cải thiện cái tối ưu hóa cái tiền tải dựa theo cái biến thiên thể tích nhắc mót, hoặc là biến thiên áp lực mạch, hoặc là cái oxygen delivery, tức là tối ưu hóa cái cung cấp oxy, thì cái hiệu quả rõ rệt nhất của nó là mình có thể cải thiện được cái AKI, tức là mình có thể giảm được cái tổn thương thận. Trong khi đó thì cái giảm hiệu quả tử vong thì nó có thể kém hơn một chút. Nói tóm lại thì có một vài điểm chúng ta đáng lưu ý. Thứ nhất là cái sốc do COVID đó, nó cũng gần gần giống như cái sốc nhiễm trùng điển hình, cũng tương tự như ARDS do COVID thì nó cũng giống như ARDS kinh điển thôi. Một số bệnh nhân có thể bị tình trạng giảm cái thứ tuần hoàn, giảm cái thể tích nhắc mót, và có thể là do cái việc mình sử dụng pip cao quá hoặc là mình hạn chế dịch nó nghiêm ngặt quá. Bên cạnh đó thì khi mình sử dụng máy thở cho cái bệnh nhân mà ARDS của COVID đó, thì những cái thay đổi về huyết động nó có thể gây ra những cái thay đổi về trao đổi khí, là mình phải thận trọng.
cái việc mà bù dịch với tốc độ nhanh đó, thì nó có cải thiện về mặt huyết động nhưng mà chưa chắc là cải thiện về mặt kết cục, thành ra mình phải thận trọng. Và cái những cái thuốc mà vận mạch hay thuốc nhau cảm nó thì bên cạnh những cái hiệu quả mà tức thì về huyết động, nó có thể có những cái hiệu quả không mong muốn liên quan tới những cái khía cạnh mà không có huyết động. Cho nên cái việc sử dụng càng kéo dài thì mình phải càng phải thận trọng. Xin hết, cảm ơn.